Này cô bò đi bán cái số hồng cao luôn. Lọc luôn. Cô bò bán số có trúng không? Anh mình đang nghiêng nắng. Nhất 21. Anh chạm anh tính nha. Còn tính ở lối gì đó, lối gì lộn nã tính. Ở lộn nã anh tính đó. Hãy phát lịch ra anh em bảo. Cái này ở lối gì mà mình lối kia đây. Lối ơi. Sao ghé của bò? Đánh, ở lối đánh. Mua cho của bò. Nhìn con bò về sớm nha. Về sớm á. Bảo thì không có tiền nè. Hết tiền nè. Nó có tiền nó hết. Có mấy chục ngàn á. Mua cho. Hồi 10 ngàn. Mua giùm cho con bò. Con bò bán hết sớm lẹ về. Cái già đi qua. Vậy mình tính anh xe sớm xe sổ. Phải là anh xe má ngày đến sẵn. Bò nói tiếng Việt không nói. Khán giả coi con bò kìa. Hôm nay đi bán nợ cũng xây sầm bị ra lại lên máu á. Cô bò lúc mà thấy đẹp lão. Đẹp á. Kim ổng tao. Chú ba ngồi chổng kìa cô bò. Kim ổng tao đứa đi. Kìa chú ba ngồi chổng kìa. Ừ, ngồi đó đó. Chú ba kìa mua rồi. Đi miếu. Ai biết à. Ôi miệng nhớ. Anh góc lạc đó. Lạc đây vô ba đi. Vô ba đi bò. Hả? Cho nạp tiền thật phải vô. Hiểu ê. Đó, hiểu. Vô tiền lạc ngọt, vô tiền lạc đại đâu. Đi ghê vô tao. Đi lạc nào bán này. Cái tẩu. Vì sao nè mà lạc. Hiểu ê. Thấy chứ mô ấy. Tên gì? Tên miếng. Cho mượn luôn chục nè. Rồi. Nó. Hiện tại giờ cái sổng cái sổng niệm làm kia mất, nó còn lỗ đó. Nó té, nó ăn. Mệt mệt cũng kia mà. Mệt mới khí đó thì lấy một cái. Thứ ba là tiết kiệm từ chi tiết luôn. Tiếc mà còn có 42 kg à. Tự làm không chú ba, cái gì cũng tự làm không chú ba. Tự làm tự xử tự về làm, mua tự xử. Mà gâu không mua mà bẻ bẻ bỏ công rồi bẻ lỡ bẻ cách sắt bẻ thì nó chất lượng hơn. Chất lượng hơn đâu vô nó dính cái tâm hơn, còn gâu con thì nó gâu tao bẻ không dính. Cái này làm sao lỗ cho được 50 tổ quá. Đừng lấy lỗ cái gì. Trời ơi, đậu 5 cọc, nghe xếp qua cầu còn làm chuyện khác nữa. Dư không nha. Được, mai là xây đỏ lòm luôn đó. Dạ. Mai là xây nó mốt là nộp luôn bây giờ. Dạ. Yên tâm đi. Con ngủ ngoài giờ nhức lưng vậy đó mà đó chú bà. Đâu đâu đó đàng hoàng, câu anh Thảo mà. Ngủ không ngon giấc nữa chú bà. Ngủ giật mình hoài luôn. Hay nè, tao bay vậy nè. Mất ngủ. Nè, con ba nè. Ôi hết tiền rồi cô ba ơi. Rục rạc. Bạn thiếu không? Bạn. Bạn thiếu rồi có đòi không? Đòi á. Ôi đòi sao có tiền. Từ từ có mà trẻ. Mất thiếu không? Tô đầy cũng lạnh à. Lạnh dữ quá. Ta cho lại một tờ gì có ngàn. À cho người ta ngàn là một ngày là trăm ta là được một ngàn. Bèo bèo. Trăm ngàn đấy. Cô xài hết 80 còn dư 20. Đúng không? Tờ đó chị. Hả? Vừa số 2 tờ. Rồi ăn cơm với 20 nữa là 40. Tờ 8 là 2 đó. Còn cái tờ 1 số này còn tờ 1 rồi. Đã phải thôi đó.
Nhớ một cái xây đó. Số quả rất tầm lum ở trên này. Mà mua 2 tờ được rồi. Ôi chợ không có 2 tờ được rồi. 2 tờ mai không bán à. Vậy chứ bây giờ còn 20.000 mà bán số mà mua 2 tờ mai không thì bán luôn thì bán con còn mừng nữa. Nè còn 20 đó. Chợ cho 100.000 đổ xăng rồi chưa cơm nhờ Hùng bao đó. Hùng bao buổi cơm một buổi đó. Nếu mà Hùng bao cơm thì phải lấy ngày 200.000. Tại vì là tao ăn cơm. Đâu chạy gì tới bển nữa mệt lắm thôi. Cô già rồi không có đi bển. Già thì còn nấu được mày. Thôi đi bán vô số đi khỏi nấu cơm. Làm cái cuộc quần hết trơn chứ lộ nhà. Ốm á. Còn có 42kg à. Từ từ nó xúc đút từ đó đút một cái gì luôn đút này chú ba chỉ cần bắt chỉ với con thôi có cần làm gì đó. Luôn dạ quá có chẳng gặp đi nữa cũng chừa cái chỉ với con dạ chỉ tròn á dạ chỉ Hùng ơi đây đây hình giống như là hoàng cung vậy đó cung điện giống như cái cung điện chỉ tròn không biết sao không chỉ với chồng dạy con. Vợ nhà này sao chú ba? Có xài được cái gì không? Dạ này tôi xây đây xong rồi nộp lại đi cái gì đâu. Có xài được cái gì không? Tôi xây một phòng cho ông đi. Còn tiền đâu xây. Đây nữa đi. Đó đường đi đó đập rồi ra cửa đây lại. Chú thứ chín thì ở cái mình nên là chạy xe ôm nữa. Không có dư giả để thay được mấy cái cây nữa nè. Rồi giờ Hùng Cao tháo ra thì phải có hư hao bên phần của chú chính chút đỉnh đó thì bây giờ những cái cây sắt nào mà xài được đó Hùng Cao sẽ lấy đắp bù cho chú. Và còn cái nền đó thì chắc cái nền của Hùng Cao cao hơn thì cái nền này nó ngập nước rồi chú anh chị. Tội nghiệp cho chú chính đó sáng đi chạy xe ôm chiều về ở mình nên là ngủ ở chỗ này nè đó. Oh, my God.
Lên hình là biết con chú ba rồi. Anh nấu xanh này là con chú ba nè quý anh chị. Con chú ba chạy cú à. Rồi chạy cú. Nhanh lên anh mập bụng bự rồi. Nè nè. Nè nè nó kim cương. Không bị lắc. Không bị lông à. Không may. Đến không phải. Con gì chứ lượng chứ anh. Thồ mà đen vậy là chất lượng rồi. Đúng rồi. Đừng có đỏ là được rồi. Để thay không rồi ơi. Lấy tiếp rồi làm nó cười cười đây. Bữa nay tới dựng cột đổ cột của chú anh chị. No là được ha.